Thưa quý vị và các bạn thân mến, tại sao Bộ Công an bối rối trong biến cố Đồng Tâm? Tính từ lúc Bộ Công an huy động hơn 3.000 công an cơ động tấn công vào nhà và giết cụ Lê Đình Kình, đồng thời bắt giữ 22 người của thôn Hoành, xã Đồng Tâm vào lúc 4 giờ sáng ngày 9 tháng Giêng năm 2020 cho đến nay, đã hơn 10 ngày trôi qua, nhưng lãnh đạo Bộ Công an đã không thể nào thuyết phục được dư luận trong và ngoài nước về mục tiêu đích thực của cuộc tấn công đầy man rợ này. Thông thường khi đưa lực lượng cảnh sát tấn công vào một nơi nào khống chế những kẻ gọi là đang gây ra nguy hiểm cho xã hội, chính quyền phải đưa ra lý do rõ ràng và để cho giới truyền thông được tiếp cận các diễn biến hầu nhanh chóng cung cấp cho công luận. Đó là việc làm bắt buộc của những chính quyền vì dân, do dân và của dân. Nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì ngược lại, sau khi cắt hết Internet và sóng điện thoại tại xã Đồng Tâm trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập từ nhiều ngày trước, Bộ Công an đã đưa hơn 3.000 công an cơ động chia làm 16 nhóm tấn công vào thôn Hoành vào lúc 4 giờ sáng, giờ mà người dân còn đang ngủ. Điều này cho thấy đây là một cuộc thành quân trấn áp có chủ đích đánh úp, nhằm tiêu diệt một số người để bịt miệng vụ tranh chấp đất đai kéo dài hàng chục năm trời ở đây, chứ không hề là một vụ đối phó lại một số người đang chống phá vụ xây bờ tường sân bay Miếu Môn như công an đã đặt ra. Sau khi bị dư luận phản đối kịch liệt về cuộc hành công đánh úp này, hai ngày sau, tức ngày 11 tháng Giêng, Bộ Công an cho phổ biến một đoạn video chiếu hình ảnh thú tội của một vài người đã bị bắt, mặt mày bầm tím, sưng vù và nói rằng họ nhận được tiền trợ giúp từ bên ngoài để mua vũ khí sát thương. Dựa vào lời ép cung này, Bộ Công an lập tức dán nhãn cho cuộc đấu tranh của bà con Đồng Tâm là nhận tài trợ từ một vài tổ chức khủng bố ở hải ngoại. Từ đó, Bộ Công an quy chụp khơi khơi rằng cụ Lê Đình Kình và bà con xã Đồng Tâm đã dính đến tổ chức khủng bố. Không ai tin vào sự cáo buộc phi lý này, nhưng Bộ Công an chỉ còn biết dựa vào những yếu tố bịa đặt để khỏa lấp tội giết dân, nên một mặt trưng ra bằng chứng với vài quả lựu đạn, vài chai bom xăng và một số cây gậy bịt sắt nhọn. Mặt khác, chỉ thị đám dư luận viên tập trung vào cáo buộc là cụ Lê Đình Kình và những người liên hệ đã nhận tiền từ các tổ chức khủng bố. Nhưng điều tổ chát bất ngờ với Bộ Công an là đã để cho chị Nguyễn Thị Thúy Hạnh nhận tiền phúng điếu của cho cụ Lê Đình Kình qua Exchange ở ngân hàng của mình ở Vietcombank. Số lượng người đông đảo vào đóng góp phúng điếu đã như một cái tát nảy lửa vào chế độ Cộng sản khi thấy số tiền lên quá cao, khoảng hơn nửa tỷ đồng từ 700 người trong vòng 2 ngày, cho thấy sự thương mến của người dân dành cho cụ Lê Đình Kình. Bộ Công an đã ngay lập tức lệnh cho ngân hàng Vietcombank phong tỏa không cho chị Nguyễn Thúy Hạnh rút số tiền phúng điếu để đưa cho gia đình nạn nhân. Biện minh cho việc làm sai trái này, Bộ Công an ra thông báo quy chụp rằng tiền phúng điếu cụ Kình là tiền tài trợ khủng bố. Các nạn nhân thôn Hoành tay không chống lại âm mưu cướp đất và bạo quyền đã bị vu khống là kẻ giết người và chống người thi hành công vụ, trong khi chính người dân mới bị phía công an tấn công tàn bạo, đánh đập và giết chết. Vậy ai mới là đích thực là khủng bố thì dư luận cũng đã rõ. Thi thể của ba công an gọi là bị tử nạn không thấy đâu, chỉ thấy xác của một cụ già 84 tuổi đời và 57 tuổi đảng từng bị quân cướp đánh gãy chân năm 2017 tới độ phải ngồi xe lăn, nằm đau thương với những vết đánh bầm tím trên cơ thể. Hình ảnh người dân bạo động, khủng bố không thấy đâu mà chỉ thấy một rừng giáo mác súng ống của kẻ cướp, cậy quyền, cậy thế, đàn áp nhân dân. Chỉ thấy những người bị vu khống là nhận tiền của khủng bố để mua vũ khí xuất hiện trên truyền hình với cơ thể tiều tụy, bị đánh vùi dập. Trong đó có cụ bà quá phụ Lê Đình Kình bị đánh tơi tả vì không thể nói dối là chồng mình có trong tay quả lựu đạn như Bộ Công an muốn bà thú nhận. Ngần ấy vu cáo kèm theo một bộ máy tuyên truyền khổng lồ và dối trá của chế độ Cộng sản để dựng chuyện về các nạn nhân thôn Hoành đã không che khuất được sự thật và không lừa được người dân trong nước tới hải ngoại.
Với những hành vi ấy lấy vải thừa che mặt Thành nói trên, Bộ Công an tưởng rằng họ đã kiểm soát được nội vụ xảy ra ở Đồng Tâm, nhưng rõ ràng vụ việc đang chuyển biến vô cùng bất lợi. Dư luận chung đang đứng về phía gia đình cụ Lê Đình Kình và các nạn nhân đang bị bắt giữ, mà không ai tin vào những điều giải thích loanh quanh lúng túng của Bộ Công an để khỏa lấp những sai lầm trầm trọng sau đây. Thứ nhất, Bộ Công an đã sai lầm trong việc huy động lực lượng 3.000 công an cơ động với xe thiết giáp và súng đạn sát thương trấn áp những nạn nhân vô tội, không có vũ khí trong tay vào lúc 4 giờ sáng mà không hề có một lý do hợp lý hay rõ ràng minh bạch, trong khi vụ tranh chấp đất đai chỉ là vụ án dân sự chứ không phải là hình sự để sử dụng đến bạo lực trấn áp. Thứ hai, Bộ Công an đã sai lầm trong việc mập mờ không rõ ràng về sự tử nạn của ba công an, dẫn đến việc vội vã truy tặng huân chương chiến công hạng nhất đã trở thành một trò hề và bị đàm tiếu trong dư luận rằng Bộ Công an đã dùng cái chết của đồng đội để tìm sự đồng tình trong nội bộ. Thậm chí Bộ Công an còn tung ra cái gọi là chiến dịch học tập gương dũng cảm hy sinh, càng cho thấy sự lố bịch trong trò tuyên truyền một chiều của bộ máy độc tài Cộng sản Việt Nam. Thứ ba, Bộ Công an cũng đã sai lầm trong việc chỉ thị Vietcombank phong tỏa hơn nửa tỷ đồng của 700 người phúng điếu cụ Lê Đình Kình với lý do tiền tài trợ cho khủng bố. Tức là Bộ Công an đã trắng trợn quy chụp cụ Lê Đình Kình, gia đình và các nạn nhân của xã Đồng Tâm liên hệ đến khủng bố. Cho khủng bố tinh thần quen thuộc này của chế độ đã trở nên nhàm chán đối với người dân. Mục tiêu để triệt hạ chính nghĩa đấu tranh của người dân, cô lập và vu cáo các tổ chức có chính nghĩa, đồng thời khỏa lấp hành vi bạo lực của chính mình. Sai lầm này cũng nói nên được hình ảnh của một kẻ cướp đã không từ nan cả việc cướp tiền phúng điếu, chà đạp lên trên truyền thống nghĩa tử là nghĩa tận của dân tộc ngàn đời của Việt Nam. Từ con người lật lọng Tiểu Tâm Nguyễn Đức Chung đến guồng máy bạo lực của Bộ Công an đều nói lên một điều: họ không hề có lương tâm và danh dự trong việc giải quyết những nguyện vọng chính đáng của bà con xã Đồng Tâm và đã biến một chuyện nhỏ thành vấn nạn lớn, không chỉ cho thành phố Hà Nội mà còn cho chính chế độ Cộng sản độc tài Việt Nam. Sự việc này lại nhắc nhở chúng ta về vụ cướp đất của gia đình Đoàn Văn Vươn tại Tiên Lãng năm 2012, vụ cướp đất nhà thờ Thái Hà năm 2011, vụ cướp đất và phá hoại vườn rau Lộc Hưng dịp Tết năm ngoái. Năm nay, máu lại đổ trước thềm năm mới tại xã Đồng Tâm. Sự việc đã không chỉ đem đau thương tới cho bà con trong làng mà còn làm rỉ máu hàng triệu trái tim người Việt. Liên quan đến cái gọi là khu đất quốc phòng tại cánh Đồng Sân, xã Đồng Tâm đang tranh chấp trước đó, trong biên bản thỏa thuận giữa Viettel và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có chỉ rõ ra rằng vụ việc thu hồi đất tại cánh Đồng Xanh để giao cho công ty Viettel để xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị của Viettel. Theo dòng sự kiện mới đây, công ty Viettel có họp báo công bố về việc họ là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đầu tiên của Việt Nam có thể sản xuất được thiết bị viễn thông 5G. Theo một số nguồn tin đưa lên trên trang mạng gần đây, dường như công ty Huawei của nhà cầm quyền Trung Quốc có mối liên hệ hợp tác với công ty Viettel bằng việc góp vốn cổ phần hoặc là hợp tác sản xuất lắp ráp thiết bị viễn thông. Huawei được biết là một công ty sản xuất và cung cấp thiết bị dịch vụ viễn thông của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc. Công ty này đã bị chính phủ Mỹ và các quốc gia khác liệt vào danh sách cấm vận vì chương trình gián điệp của chính phủ Trung Quốc được cài vào phần mềm của các thiết bị viễn thông do Huawei sản xuất và phân phối. Liên kết những sự kiện trên đây, dư luận không thể không nghi ngờ về mục đích sử dụng thật sự của khu đất Đồng Xanh sau khi bị thu hồi. Những câu hỏi sau đây đặt ra cho dư luận quan tâm và nhận định: có phải việc thu hồi khu đất Đồng Xanh là để giao cho công ty Viettel xây dựng nhà máy lắp ráp sản xuất thiết bị viễn thông 5G? Liệu công ty Viettel có đủ năng lực về kỹ thuật và nguồn tài chính để tự chủ sản xuất các thiết bị viễn thông 5G, hay là chỉ làm công đoạn gia công lắp ráp từ các thiết bị nhập từ Trung Quốc và các quốc gia khác? Có hay không sự hợp tác và sản xuất thiết bị 5G
giữa công ty Viettel và công ty Huawei hay là một công ty viễn thông khác của Trung Quốc. Trường hợp của công ty Huawei, chính phủ Mỹ và chính phủ các quốc gia trên thế giới đã có nhiều bằng chứng rõ ràng về chương trình gián điệp của chính phủ Trung Quốc cài vào trong các thiết bị viễn thông của Huawei. Vì vậy, người sử dụng các thiết bị viễn thông của Huawei hay là những thiết bị viễn thông do công ty Huawei hợp tác với Viettel hoặc với những công ty khác sản xuất ra sẽ đối diện với các vấn đề bảo mật và an toàn an ninh về thông tin cá nhân, về đời tư. Những diễn biến trong vụ việc lực lượng cảnh sát cơ động đột nhập vào làng Hoành, xã Đồng Tâm vừa qua cho thấy tính chất quyết liệt của nhà cầm quyền trong việc giết hại, xóa sổ nhóm khiếu kiện về đất đai này. Tính chất quyết liệt của vụ đột kích như thế này không thể làm cho dư luận nghi ngờ việc đã có kế hoạch giết người từ trước và kế hoạch này đã được phê duyệt và chỉ đạo từ những cấp lãnh đạo cao nhất của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thực tế, những gì đang xảy ra ở Việt Nam trong thời gian qua cho thấy những phong trào phản đối Trung Quốc hay là những sự việc có liên quan đến yếu tố Trung Quốc thì gần như bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ra tay chấn áp mạnh mẽ, thẳng tay, bất chấp đạo lý, bất chấp pháp luật. Vậy có phải việc quyết liệt giết chết cụ Lê Đình Kình là để thu hồi đất, khu đất bằng mọi giá để giao cho công ty Viettel lắp ráp các thiết bị viễn thông 5G cho Huawei nhằm giúp Huawei né tránh các lệnh trừng phạt của chính phủ Mỹ lên các quốc gia khác đối với công ty Huawei? Đồng Tâm là một thảm họa, trước tiên là cho gia đình cụ Lê Đình Kình và những người nông dân dũng cảm khác ở Đồng Tâm. Gia đình tang tóc thương vong, tù tội oan ức chỉ 2 tuần trước ngày Tết linh thiêng của cả dân tộc. Cửa nhà thì tan hoang, ruộng đồng thì mất trắng và tương lai của họ và con cháu của họ dưới chế độ này là vô cùng đen tối. Nhưng nhìn rộng ra thì Đồng Tâm là một thảm họa lớn, vô cùng nhức nhối, có khả năng gây hệ quả nghiêm trọng lâu dài cho nhóm cầm quyền Cộng sản tại Việt Nam. Trong suốt cả quá trình từ lúc tính toán lập mưu rồi lên đại kế hoạch thực hiện cuộc trấn áp, sau đó đến khâu xử lý khủng hoảng, chống trả làn sóng phản biện phẫn nộ ào ạt của nhân dân trong và ngoài nước, nhóm cầm quyền Cộng sản đã dẫm đạp từ bãi phân bò này sang bãi phân bò khác mà không chừa một bãi nào. Nói một cách khác, trong vụ Đồng Tâm, chúng đã phạm tất cả các lỗi có thể phạm được, những lỗi vô cùng thô thiển và âu trĩ, làm cho mọi người không ai tin nổi vào mắt mình. Thứ nhất, quyết định đem cả 3.000 quân tinh nhuệ trang bị vũ khí đến tận răng, về đến tận một làng quê nằm sát nách Hà Nội lúc 3-4 giờ sáng để giết một cụ già đã từng bị công an đánh gãy xương đùi trong một cuộc đàn áp khác cách đây 2 năm. Chỉ 2 tuần trước Tết cổ truyền và nhất là chỉ trước 12 ngày trước khi ủy ban INTA họp tại Brussels Bỉ để quyết định này là một nỗi hệ thống. Ngoài việc đánh giá nhẹ yếu tố vô cùng bất nhân, thất nhân tâm của những hành động côn đồ giết chóc trong lúc toàn dân đang sửa soạn đón một cái Tết, nhóm cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng đã phơi bày tất cả những sự đần độn khó tưởng tượng của chúng trước những hậu quả về mặt ngoại giao quốc tế. Một mặt trận trong thời chống Mỹ cứu nước, chúng đã vênh váo biết chừng nào, ai còn nhớ không? Những kẻ ra quyết định đánh úp Đồng Tâm hôm ngày 9 tháng 1 đã quên đi hoặc đã quá ngu xuẩn nên chẳng hề biết rằng Ủy ban INTA sẽ họp vào ngày 21 tháng 1 tại Brussels. INTA là Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến việc thiết lập, thực thi và giám sát chính sách thương mại chung của EU và các mối quan hệ kinh tế đối ngoại vào thời điểm nói trên. INTA sẽ họp để bỏ phiếu khuyến nghị cho buổi họp khoán đại tháng 2 sắp tới của Nghị viện châu Âu có nên thông qua hoặc từ chối Hiệp định Thương mại EFTA với Việt Nam hay không. EFTA là Hiệp định Thương mại lớn giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam mà biết bao quan chức Hà Nội đã chảy ra chóc vẩy đàm phán suốt gần 10 năm qua mới xong. Khác với Hiệp định Thương mại thông thường, Hiệp định EFTA là một Hiệp định Thương mại sâu sắc vì nó không chỉ đòi hỏi những cải tổ về mậu dịch hàng hóa mà còn bao gồm cả cải tổ các lĩnh vực khác, đặc biệt là bảo vệ nhân quyền, bảo vệ quyền lao động và bảo vệ môi trường.
Trong bối cảnh cuộc đàm phán thô bạo và thô bỉ tại Đồng Tâm vừa rồi, người ta khó có thể lược tưởng tượng được là INTA sẽ bỏ phiếu thuận cho EFTA. Thứ hai, vì nhà cầm quyền đã ra 3 phiên bản chính thức khác nhau chỉ trong vòng 5 ngày để thông tin về vụ đàn áp đẫm máu Đồng Tâm. Đó là một thảm họa lớn về quan hệ công chúng mà nhiều người quen tiếng Anh hoặc tiếng Đức gọi là PR disaster hay PR catastrophe. Sáng sớm ngày 9 tháng 1, khi mà các vết cháy và vết máu trên làng Hoành, xã Đồng Tâm vẫn chưa lạnh, thì trang nhà của Bộ Công an đã chỉnh trệ có ngay một bản thông báo làm khung chỉ đạo cho báo chí, lề phải và đám dư luận viên cho rằng vừa có một số đối tượng chống đối sử dụng lựu đạn bom xăng giao phóng tấn công lực lượng xây dựng hàng rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, khiến 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh. Nghĩa là dân làng ra tận sân bay cách làng 3 km vào lúc 3 giờ sáng để gây sự với lực lượng xây dựng hàng rào cũng đang làm việc lúc 3 giờ sáng. Liền tức thì nội dung láo lếu này được sư đoàn 10.000 dư luận viên cộng sản bù lu bù loa lên mạng, nhưng đã gặp phải phản pháo rát mặt từ phía người dân khắp nơi của cộng đồng mạng xã hội. Thấy không ổn, Bộ Công an giao cho Tô Ân Sô, Thiếu tướng Chánh Văn phòng kiêm phát ngôn viên Bộ Công an ra tuyên bố rằng chuyện không xảy ra ở công trường xây dựng sân bay Miếu Môn. Công an trấn áp làng Hoành vì tổ công tác đi vào làng thì bị tấn công bằng lựu đạn bom xăng giao phóng, khiến cho 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh. Tuyên bố mới này như một cây gậy to thọc vào cổ họng của đám dư luận viên phe nhà, làm chúng cứ ấp a ấp úng như gà mất tóc, rất là tội nghiệp. Phản pháo từ nhân dân vẫn tiếp tục giát mặt. Thấy cũng vẫn chưa ổn, Bộ Công an lại cử Lương Tam Quang, trung tướng, một trong nửa tá thứ trưởng công an mới được thăng quan hồi tháng 8 năm ngoái, ra tuyên bố không có tổ công tác nào đi vào làng Hoành, mà ngược lại, làng Hoành bị các tổ công tác bao vây bởi rất nhiều chốt. Cuộc tấn công vào làng Hoành xảy ra vì chốt 16 bị ném lựu đạn, khiến cho lực lượng chức năng phải tiến hành các biện pháp cần thiết. Ngoài ra, 3 cán bộ chiến sĩ công an không phải thiệt mạng do hầm trông lựu đạn bom xăng giao phóng, mà cả 3 bị chết vì cùng té xuống hố kỹ thuật sâu 4 mét. Thì ra 3 chiến sĩ công an, một thượng tá, một trung úy, một thiếu úy đã tử vong không do tác động của phần tử ngoan cố phản loạn, mà do tự trượt chân té xuống giếng mà chết. Tới đây thì màn PR đã coi như thất bại thê thảm, vì nó chẳng đáng tin cậy, vì quá lươn lẹo và láo khoét. Chẳng trách được các rắc rối nó gợi ra thêm nhiều thắc mắc hơn nữa, do cách lý giải phi lý, và nó cũng chẳng xây được một hình ảnh tốt đẹp nào cho cái nhà nước đang muốn được quảng cáo, trái lại là đằng khác. Không những thất bại, màn PR của nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bước thêm một bước nữa, trở thành một màn hài lố bịch khi Nguyễn Phú Trọng trong vai trò Chủ tịch nước đã nhanh chóng truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho 3 viên công an thiệt mạng vì rơi xuống giếng khi Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức phát động học tập gương hy sinh của 3 chiến sĩ làm tấm gương cho toàn lực lượng công an trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các phẩm chất châm biếm nhức nhối sau đó trên mạng xã hội là hậu quả không thể tránh và không thể trách được. Tổ chức học tập nhưng để sót anh hùng, hèn với giặc, ác với dân, giá như chính quyền cũng hiền như ở trên biển, được huy chương vì đánh dân, vì đánh giặc. Thông tin tuyên truyền mà gian dối lố bịch thì thế nào cũng bị ép phê ngược. Thứ ba, vụ Đồng Tâm là một thảm họa cho người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Năm nay, ông 76 tuổi và vừa bị đột quỵ năm ngoái, Nguyễn Phú Trọng đang từ từ chuyển bị khăn gói lên làm Thái Thượng Hoàng. Nhìn lại nhiệm kỳ Tổng Bí thư của Nguyễn Phú Trọng từ năm 2016, trong đó có gần 2 năm kiêm chức Chủ tịch nước, phe định thần chắc chắn sẽ ngợi ca tít trời xanh các thành tích của người đốt lò vĩ đại này, với kết quả sáng giá, mây đen đã phủ lên kinh tế toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam. Về chuyện lò củi của Nguyễn Phú Trọng, tuy đã đốt được mấy đám rơm rạ như Đinh La Thăng, Vũ Nhôm, Út Trọng, nhưng cái thân cây to tổ bố là đồng chí X Nguyễn Tân Dũng
cùng bộ sậu đã từng làm mưa làm gió trong suốt quãng thời gian 10 năm ngồi ghế thủ tướng, thì người đối lò vĩ đại Nguyễn Phú Trọng vẫn chạy lòng vòng không khiêng nổi vào lò. Riêng về chuyện mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam, thì công ty tài chính quốc tế Bloomberg cho hay rằng kinh tế Việt Nam thực ra chỉ trông tốt trên báo cáo mà thôi. Nhiều chuyên gia kinh tế độc lập phân tích cho thấy rằng nguồn thu chính vẫn là kinh doanh bất động sản, nhưng nay đất đai ngày càng trở nên khan hiếm. Các ngân hàng Việt Nam thì đang đối diện với nợ xấu. Gần một nửa các ngân hàng địa phương không thể đáp ứng tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu 8%. Bên cạnh đó, kinh tế tư nhân cản đường bởi các nhóm lợi ích gắn liền với các quan chức. Còn nhân lực trẻ của Việt Nam thì không được đào tạo bài bản để có tay nghề cao. Nhìn tổng thể thì nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được người dân nhớ đến sau này qua ba mốc chính. Thứ nhất là vụ Formosa tàn phá môi trường hàng loạt các tỉnh duyên hải miền Trung năm 2016, mà trong thời gian cao điểm gây ô nhiễm của nhà máy này thì Nguyễn Phú Trọng dẫn đoàn tùy tùng tới tham quan, tay bắt mặt mừng với đám tham quan địa phương chung quanh Võ Kim Cự và ban giám đốc nhà máy. Hai là vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức năm 2017, đưa đến một cuộc khủng hoảng quan ngại ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Quốc gia lớn nhất trong Liên minh châu Âu này đã tạm ngừng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và trục xuất nhiều nhân viên ngoại giao của Cộng sản Việt Nam. Thứ ba là vụ đem đại binh ngày 9 tháng 1 vừa qua đến đánh lén người dân Đồng Tâm lúc rạng sáng và giết chết lãnh tụ nông dân của họ, cụ già 84 tuổi ngồi xe lăn. Nếu Nguyễn Phú Trọng là kẻ chủ mưu ra lệnh đánh Đồng Tâm thì đó là một thảm họa cho người có quyền lực nhất Việt Nam hiện nay rồi. Nhưng nếu kẻ chủ mưu vụ đàn áp Đồng Tâm không phải là Nguyễn Phú Trọng mà là một trong những tay đàn em năng nổ dưới trướng của Nguyễn Phú Trọng là Nguyễn Xuân Phúc hay Tô Lâm, Nguyễn Đức Trung hay thậm chí là Đoàn Duy Khương, giám đốc công an thành phố Hà Nội, thì vụ Đồng Tâm sẽ còn là một thảm họa lớn hơn nữa trong người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu kịch bản này là đúng thì Nguyễn Phú Trọng đang đối đầu với tình trạng trên bảo dưới không nghe, thậm chí là không ai bảo ai được, không ai nghe được cả. Lật qua lật lại, nhìn theo cách nào đi nữa thì vụ Đồng Tâm vẫn là một thảm họa cho Đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam vào lúc này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.